Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt đoàn cựu chiến binh Trung đoàn Đề Thám tỉnh Bắc Giang nhân dịp đoàn về thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Ngãi. Trung đoàn Đề Thám thành lập tháng 4 năm 1965 tại tỉnh Hà Bắc Cũ, nay là tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh. Theo tiếng gọi thiên niên của Tổ quốc để thống nhất đất nước, tháng 7 năm 1965, Trung đoàn hành quân vào Nam và gia nhập Sư đoàn 2 quân khu 5 với phiên hiệu Trung đoàn Bộ binh 21. Trong 10 năm, trung đoàn đã tham gia nhiều trận đánh lớn ở chiến trường quân khu 5, nhất là địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, lập nhiều chiến công. Thay mặt những cựu chiến binh trung đoàn đề thám, đại tá Nghiêm Xuân Nhậm đã ôn lại những trận đánh và chiến thắng vẻ vang của đơn vị tại chiến trường Quảng Ngãi. Bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến nhân dân các xã khu Tây huyện Sơn Tịnh đã cưu mang giúp đỡ, che chở cán bộ chiến sĩ trung đoàn trong những ngày tham gia chiến đấu ở đây. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã bày tỏ niềm tự hào khi những cựu chiến binh, những người đã từng cống hiến xương máu tuổi thanh xuân của mình, đã từng nằm gai nếm mật với quân và dân địa phương để làm nên những chiến thắng oanh liệt trên chiến trường. Trước đó trong sáng nay, 25 cựu chiến binh trung đoàn đề thám tỉnh Bắc Giang đã về thăm lại chiến trường xưa tại xã Tình Bình, huyện Sơn Tịnh nơi đã từng ghi dấu trận đánh của Trung đoàn 21 tại điểm cao 62 vào tháng 3 năm 1966. Nhân dịp này, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng quà cho đoàn cựu chiến binh Trung đoàn Đề Thám, tỉnh Bắc Giang.